Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: Ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh. Còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi, các anh em mình, là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết và các ngươi cũng chết luôn chăng. Vậy, các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thịnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đây, trong dân Israel ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: Này, ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta thâu lấy về mọi vật mà dân Israel đã biệt riêng ra thánh. Cứ một lệ định đời đời ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức dầu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi, những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh. Mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ là một vật thánh cho ngươi. Vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dâng dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lễ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạng. Mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dâng sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của các xác thịt hoặc người hoặc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi theo giá định của ngươi là 5 siếc lơ bạc theo siếc lơ của nơi thánh. Một siếc lơ của nơi thánh là 20 gera. Nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái hoặc con đầu lòng của chiên cái hay là con đầu lòng của dê cái. Ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ và xông mỡ nó làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thịt nó sẽ thuộc về ngươi như cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò hữu. Ta cứ lệ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi. Hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va, ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi, này,
ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế 1/10 của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lệ định đời đời, trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thuế 1/10 của dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng, họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng, ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thuế 1/10 mà làm của lễ dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì, trong những thuế 1/10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng hãy lấy ra 1/10 làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn, thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh mà dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất của thuế 1/10, thì sẽ kể cho người Lê-vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được, vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cớ ấy, khi các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất, các ngươi sẽ không mắc tội, sẽ không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các ngươi không chết đâu. Chương 19. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê và A-rôn rằng, này là lệ định của luật pháp mà Đức Giê-hô-va có truyền rằng, hãy nói cùng dân Israel và biểu dẫn đến người một con bò cái tơ sắc hoe, không tật không vít và chưa mang ách. Đoạn phải giao nó cho Ê-li-a-sa thầy tế lễ dẫn ra ngoài trại quân, rồi người ta giết nó trước mặt người. Ê-li-a-sa thầy tế lễ sẽ dùng ngón tay nhúng huyết nó rải 7 lần trên phía trước của hội mạc. Người ta sẽ thiêu con bò cái tơ đó trước mắt người, là thiêu da, thịt và huyết với phẫn nó. Kế đó, thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam, chùm kinh giới và màu đỏ sậm, liện vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ. Đoạn, thầy tế lễ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, sau rồi vào trại quân, bị ô uế đến chiều tối. Kẻ nào thiêu con bò cái tơ phải giặt áo sống và tắm mình trong nước, bị ô uế đến chiều tối. Một người tinh sạch sẽ hốt tro con bò cái tơ đổ ngoài trại quân trong một nơi tinh sạch. Người ta phải giữ tro đó cho hội dân Israel để dùng làm nước tẩy uế. Ấy là một của lễ chuộc tội. Kẻ nào hốt cho con bò cái tơ phải giặt áo sống mình và bị ô uế đến chiều tối. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho dân Israel và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa dân đó. Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Ngày thứ 3 và ngày thứ 7, người ấy phải dùng nước này làm cho mình được sạch thì sẽ được sạch. Còn nếu ngày thứ 3 và ngày thứ 7 không làm cho mình được sạch thì người vẫn không tinh sạch. Phàm người nào đụng đến xác chết của người nào và không làm cho mình được sạch thì sẽ gây cho đền tạm của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Người đó sẽ bị trút khỏi Israel, vì nước tẩy uế không có rải trên mình người nên người vẫn ô uế. Sự ô uế của người vẫn ở trên mình người vậy. Này là luật pháp khi có một người nào chết trong trại. Bất kỳ ai vào trại và mọi vật chi ở trong đều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Phàm bình đựng nào để trống, không có nắp đậy buộc theo, sẽ bị ô uế. Ngoài đồng, ai đụng đến hoặc một người bị gươm giết, hoặc một xác chết, hoặc hài cốt loài người, hay là một cái mã, thì sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Về kẻ bị ô uế, người ta phải lấy tro của con sinh đã bị thiêu đặng chuộc tội, để trong một cái bình và đổ nước chảy lên trên. Đoạn, một người tinh sạch sẽ lấy chùm kinh giới nhúng vào nước, rồi rải trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó và trên người đã đụng,
hoặc những hài cốt, hoặc một người bị giết, hoặc một xác chết hay là một cái mã. Ngày thứ ba và ngày thứ bảy, người tinh sạch phải rải nước đó trên người bị ô uế, và ngày thứ bảy người tinh sạch sẽ làm cho người được sạch. Người đang được sạch phải giặt áo sống mình, tắm mình trong nước và đến chiều tối mới được tinh sạch. Còn người nào sẽ bị ô uế mà không làm cho mình được sạch, một người như vậy sẽ bị trút khỏi hội chúng, vì người đã làm cho nơi thánh của Đức Giê-hô-va bị ô uế. Nước tẩy uế không có rưới trên mình người, người vẫn ô uế. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dân sự. Người nào rải nước tẩy uế sẽ giặt áo sống mình, kẻ nào đụng đến nước tẩy uế sẽ bị ô uế đến chiều tối. Phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế, còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Chương 20. Tháng Giêng, cả hội dân Israel tới đồng vắng Sin và dừng lại tại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Vả không có nước cho hội chúng uống, chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn. Dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập đặng dẫn đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo mạ được, và chẳng có cây vả, cây nho, cây liệu, và cũng không có nước uống? Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sấp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Ấy đó là nước của Meriba, tức là nơi dân Israel cải trả cùng Đức Giê-hô-va. Ngài tự nên thánh trước mặt dân đó. Đoạn từ Ca-đe, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Ê-đôm, đặng nói rằng: Israel là em vua có nói như vậy: vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ai Cập là làm sao. Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ai Cập, nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập. Này, chúng tôi hiện ở tại Ca-đe, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng. Chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả, cho đến chừng nào đã đi ngang khỏi bờ cõi của vua. Nhưng Ê-đôm đáp rằng: ngươi chớ khá đi ngang ranh ta, bằng cưỡng ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. Dân Israel tâu rằng: chúng tôi đi theo đường cái, nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua thì chúng tôi sẽ trả tiền. Xin chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. Nhưng Ê-đôm đáp rằng: ngươi chẳng được qua đâu. Ê-đôm bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí ra đón Israel. Ấy vậy, Ê-đôm không cho phép Israel đi ngang bờ cõi mình. Israel trở đi khỏi người. Cả hội dân Israel đi từ Ca-đe đến núi Hô-rơ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn trên núi Hô-rơ tại bờ cõi xứ Ê-đôm mà rằng: A-rôn sẽ về nơi tổ phụ mình,
vì người không được vào xứ mà ta đã ban cho dân Israel đâu. Bởi vì tại nước Meriba, các ngươi đã bội nghịch điều răn ta. Hãy bắt Aaron và Eleasa con trai người, biểu đi lên núi Hô-rơ. Đoạn, hãy lột áo sống Aaron mặc cho Eleasa con trai người. Ấy, tại đó, Aaron sẽ được tiếp về và qua đời. Vậy, Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ba người đi lên núi Hô-rơ, cả hội chúng đều thấy. Môi-se lột áo sống Aaron mặc cho Eleasa con trai người. Aaron chết tại đó trên chót núi, rồi Môi-se và Eleasa đi xuống. Cả hội chúng thấy Aaron đã tắt hơi rồi, bèn khóc người trong 30 ngày. Thi Thiên 49. Hỡi các dân, hãy nghe điều này. Hỡi hết thảy người ở thế gian khá lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo nàn, miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi? Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cải dư dật mình. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi mãi chẳng hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Vì người thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác. Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn có đời này qua đời kia. Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, nó giống như thú vật phải hư mất. Con đường này mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó. Dù vậy, những kẻ đến sau họ ứng lời luận của họ. Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên. Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Sáng ngày, người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó. Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên. Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình, và người ta sẽ khen ngợi mình nếu mình làm ích lợi cho mình, thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình, họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Chương 18. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm. Này, nó đang nắn đồ trên cái bàn xây. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thế ấy. Trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi. Nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia, đặng dựng nó, trồng nó. Nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó. Vậy nên bây giờ hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đang gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá dây lại khỏi đường ác mình,
chữa đường lối mình và công việc mình. Nhưng họ nói rằng, khéo mất công, chúng ta cứ theo mưu mình, ai nấy sẽ theo sự cứng cỏi của lòng xấu mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: hãy hỏi trong các nước, có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Israel đã làm việc rất đáng gớm. Có ai thấy tuyết của Liban lìa bỏ vần đá nơi đồng bằng chăng? Hay là có ai thấy nước sông mát từ xa chảy đến mà cạn tắt đi chăng? Thế mà dân ta đã quên ta, đốt hương cho thần tượng giả dối. Vì vậy, nó đã vấp ngã trong đường mình, trong nẻo cũ, đặng đi trong đường chưa dọn đắp. Nên đất nó trở nên gở lạ, làm trò cười mãi mãi, kẻ qua người lại đều sững sờ và lắc đầu. Ta sẽ làm cho nó tan lạc trước mặt kẻ thù, như bởi trận gió đông. Ta xây lưng lại đằng nó, chẳng xây mặt lại trong ngày nó bị tai nạn. Chúng nó bèn nói rằng, hãy đến, đồng lập mưu nghịch cùng Jeremy, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu gì sự khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin vì tôi, ghé tai nghe những lời của kẻ cãi lẫy với tôi. Người ta có lẽ nào lấy ác báo thiện sao? Vì họ đã đào hầm, đặng hại linh hồn tôi. Xin Ngài nhớ rằng, tôi từng đứng trước mặt Ngài, đặng vì họ cầu phước, làm cho cơn giận Ngài xây khỏi họ. Vậy nên, xin Ngài phó con cái họ cho sự đói kém, và chính mình họ cho quyền gươm dao. Nguyền cho vợ họ mất con và trở nên quá bụa, cho chồng bị chết dịch, cho những người trai tráng bị gươm đánh giữa trận mạc. Nguyện cho người ta nghe tiếng kêu ra từ trong nhà, khi Ngài sẽ khiến đạo quân thoạt đến xông vào họ. Vì họ đã đào hầm để sập bắt tôi và giấu lưới dưới chân tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài biết cả mưu trước họ nghịch cùng tôi để giết tôi. Xin đừng tha sự gian ác họ, đừng xóa tội lỗi họ khỏi mắt Ngài, nhưng cho họ vấp ngã trước mặt Ngài. Xin Ngài phạt họ trong ngày nổi giận của Ngài. Chương 19. Đức Giê-hô-va phán rằng: hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm, rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, đến nơi trũng của con trai Hinôm gần đường vào cửa gốm. Tại đó hãy rao những lời ta sẽ bảo cho ngươi. Khá nói rằng: hỡi các vua Giu-đa và các ngươi là dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, ta sẽ giáng tai vạ trên nơi này, đến nỗi ai nghe nói cũng phải bùng tai. Vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đã làm chỗ này nên xa lạ, đã đốt hương ở đó cho các thần khác mà chúng nó, tổ phụ chúng nó, các vua Giu-đa đều chưa từng biết. Và vì chúng nó đã làm cho máu vô tội đầy nơi này, lại xây đắp các nơi cao cho ba anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dân cho ba anh, là điều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: này, ngày đến, bây giờ nơi này sẽ không gọi là Tô-phết, cũng không gọi là nơi trũng của con trai Hi-nôm nữa, mà là nơi trũng của sự đánh giết. Trong nơi này ta sẽ làm hư không mưu của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ làm cho chúng nó ngã bởi gươm trước mặt kẻ thù và bởi tay của những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó. Ta sẽ phó thay chúng nó cho chim trời và loài thú đất làm đồ ăn. Ta sẽ khiến thành này làm một trò gỡ lạ nhạo cười. Ai qua lại gần đó sẽ lấy làm lạ và cười về mọi tai vạ nó. Ta sẽ làm cho chúng nó ăn thịt con trai con gái mình, và ai nấy ăn thịt của bạn hữu mình. Trong cơn bị vây bị khốn cực, là khi quân thù nghịch và những kẻ muốn hại mạng sống chúng nó làm khốn cho. Rồi thì ngươi khá đập cái bình trước mắt các người đi với mình mà nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: ta sẽ đập vỡ dân này và thành này, cũng như đập cái bình bằng gốm, chẳng còn làm liền lại được. Người ta sẽ chôn thay tại Tô-phết cho đến thiếu chỗ để chôn.
Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đãi chốn này cùng dân cư nó thể ấy, ta sẽ khiến thành này nên như Tô-phết. Các nhà của Giê-ru-sa-lem và đền đài của các vua Giu-đa đã ô uế thì sẽ như Tô-phết. Thật, ấy là tại trên mái các nhà đó, người ta đã đốt hương cho mọi cơ binh trên trời và làm lễ quán cho các thần khác. Đoạn Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, tức nơi Đức Giê-hô-va đã sai người đi nói tiên tri. Người bèn đứng trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va mà nói với cả dân sự rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ giáng tai nạn mà ta đã báo trước cho thành này và những thành thuộc về nó, thì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.